Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nhá. Hôm nay mình có bộ nắp khá là đẹp anh em ơi, nắp chữ cong nhá. Nắp chữ cong này là nắp chữ cong của phu chờ 110 thì anh em chúng ta hoàn toàn có thể gắn được cho quay 110 Thái, phu chờ 110, quay alpha, lốc đen, lốc trắng, rồi super rim, rồi các dòng như là rim tàu và quay tàu gắn được luôn. Đó, thì lựa 6 cụ anh em gắn được hết nhá. Thì bộ này là hình thức là còn rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn cái nắp lửa nó này. Rất là len keng ha. Rất là ít trời luôn. Đấy anh em thấy không? Cực kỳ đẹp. Này bên hông nó này. Đẹp ghê không? Đó. Thì nguyên bộ này luôn nha anh em nha. Đúng nguyên bản theo xe của nó luôn. Nước sơn zin len keng ha. Thì bây giờ là mấy anh em là kiếm nắp chữ cong nó đã rất là khó rồi. Đừng nói mà mấy bộ đẹp như vậy. Này nhìn cái nắp nồi nó mới ghê không? Đó nắp nồi rất là mới luôn nha. Đấy, thì tặng anh em cái nắp nhựa luôn này. Nắp nhựa zin luôn này. Thì bộ này giá của nó là 1 triệu nha anh em nhá. Anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Giá 1 triệu đồng cho bộ nắp chữ cong này là nay là rất là rẻ rồi. Thì nếu mà anh em nào không tin thì anh em cứ ra ngoài thị trường anh em đi hỏi giá thử. Thì những cái bộ nắp chữ cong như vậy là hôm nay là giá nó cũng không có dưới, ít nhất là cũng không dưới 1 triệu 2 đâu anh em. Đây KFL nha. Thì nắp KFL thì nó được cái là nó sẽ dày hơn nắp KEV một chút xíu. Đấy. Rất là êm luôn, cực kỳ dày nha, cầm rất là đầm tay. Thì một bộ này là bao anh em, thứ nhất là sơn zin, thứ hai là không bị nứt vỡ gì hết nha, và thứ ba là nó còn rất là đẹp. Thì anh em nào chúng ta muốn mua thì có thể liên hệ với mình nha. Giá của nó là 1 triệu chẵn luôn nha anh em nha.